Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến với tin giờ chốt ngày 29 tháng 10 năm 2024. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng cập nhật những thông tin hấp dẫn có trong bản tin ngày hôm nay. Đến lượt Ribéry mỉa mai quả bóng vàng. Fan Ribéry như nhìn thấy mình của năm 2013, khi chứng kiến quả bóng vàng 2024 vụt khỏi tay Vinicius Junior. Rạng sáng ngày 28 tháng 10, tạp chí Fang Football kết hợp với UEFA tổ chức lễ trao giải quả bóng vàng 2024. Giống như kết quả bị giới truyền thông làm rò rỉ từ trước, Rodri là người giành chiến thắng. Các cổ động viên Real Madrid tỏ ra ngạc nhiên khi Vinicius Junior chỉ về nhì. Mọi kế hoạch của phái đoàn Real Madrid bị đảo lộn. Thậm chí câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha không cử bất kỳ đại diện nào đến Paris tham dự buổi trao giải. Chứng kiến hàng loạt vụ lùm xùm, fan Ribéry có động thái đầy mỉa mai. Trên Instagram cá nhân, anh chia sẻ dòng chữ quả bóng vàng kèm theo biểu tượng cảm xúc cười. Người hâm mộ không bất ngờ trước phản ứng của fan Ribéry. Có lẽ cựu cầu thủ người Pháp đang ám chỉ danh hiệu quả bóng vàng cũng giống như trò cười. Năm 2013, chính fan Ribéry từng rơi vào tình cảnh của Vinicius Junior. Trong màu áo Bayern Munich, fan Ribéry giành đến 5 danh hiệu gồm Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức, Champions League, FIFA Club World Cup và siêu cúp châu Âu. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo mới là chủ nhân của danh hiệu quả bóng vàng 2013. Sau này khi nhắc lại, fan Ribéry vẫn chưa hết tức giận. Anh thẳng thắn thừa nhận đã bị Cristiano Ronaldo cướp mất giải thưởng cá nhân danh giá. Fan Ribéry cũng thất vọng khi không được tạp chí quê nhà Fang Football ủng hộ. Năm nay, Rodri đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên của thế hệ 9X giành quả bóng vàng, đồng thời là cầu thủ Man City đầu tiên trong lịch sử sở hữu danh hiệu này. Theo thống kê, Rodri đã vô địch Premier League, Euro 2024, FIFA Club World Cup và siêu cúp châu Âu để được vinh danh. Man United tức mất núi tiền nếu muốn có huấn luyện viên Amorim. MU đang đàm phán để bổ nhiệm huấn luyện viên của Sporting, Ruben Amorim làm huấn luyện viên trưởng mới của câu lạc bộ. MU đã quyết định sa thải Erik ten Hag vào thứ hai sau khởi đầu tệ hại của đội bóng ở mùa giải ngoại hạng Anh 2024-2025. Trang chủ MU xác nhận họ đang đàm phán để tìm người thay thế. Luyện viên Ruben Amorim của Sporting Lisbon vẫn là mục tiêu hàng đầu của Manchester United. Ông đã giúp Sporting Lisbon chơi hoàn hảo ở mùa giải trước khi lên ngôi ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha một cách thuyết phục. Mùa này họ tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Ruben Amorim được cho là sẵn sàng chấp nhận chuyển đến Old Trafford khi MU sẵn sàng trả cho Sporting khoản phí giải phóng hợp đồng là 10 triệu euro. Và theo phóng viên Bloomberg của Sky Sport, những chi tiết quan trọng nhất trong hợp đồng giữa Amorim và MU đã được thống nhất. Chỉ còn một vài chi tiết nữa nên khả năng đạt được thỏa thuận là rất cao. Ruben Amorim trước đó nhiều lần từ chối nói về tương lai, khẳng định tập trung hoàn toàn vào công việc hiện tại. Tuy nhiên, lời đề nghị từ MU được cho là quá khó để từ chối. Đây được xem là một động thái bất ngờ của MU khi họ nhanh chóng chốt được ứng viên thay thế Ten Hag chỉ sau 12 giờ sa thải nhà cầm quân người Hà Lan. Đáng chú ý, Amorim cũng đang nằm trong tầm ngắm của Manchester City để thay thế Pep Guardiola trong bối cảnh hợp đồng của chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ đáo hạn vào hè 2025. Trong thời gian chờ đợi Amorim nhậm chức, Ruud van Nistelrooy đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền. Ban tổ chức nói thẳng lý do Vinicius mất quả bóng vàng. Tổng biên tập Fang Football Vincent Garcia đã chỉ ra nguyên nhân khiến Vinicius Junior thất bại trong cuộc đua quả bóng vàng 2024. Sự cạnh tranh từ 9 đồng đội tại Real Madrid đã ảnh hưởng đến số phiếu bầu của anh. Cuộc đua tranh quả bóng vàng 2024 đã kết thúc với chiến thắng gây bất ngờ thuộc về tiền vệ Rodri của Manchester City, trong khi ứng cử viên sáng giá Vinicius Junior của Real Madrid phải ngậm ngùi về nhì. Kết quả này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi và phản ứng gay gắt từ phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Theo lý giải từ ông Vincent Garcia, tổng biên tập Fang Football, nguyên nhân chính khiến Vinicius để tuột danh hiệu cao quý này nằm ở việc phải chia sẻ phiếu bầu với các đồng đội. Rõ ràng, Vinicius chắc chắn đã chịu thiệt thòi vì sự có mặt của Bellingham và Carvajal trong top 5. Về mặt toán học, điều đó đã lấy đi một số điểm của cậu ấy. Thực tế cho thấy, Real Madrid có tới 3-4 cầu thủ xuất sắc cũng có mặt trong danh sách đề cử. Điều này khiến các giám khảo phải phân chia số phiếu bầu của họ, từ đó vô tình tạo lợi thế cho Rodri, người không phải cạnh tranh với đồng đội nào tại Manchester City. Kết quả bất ngờ này đã khiến Real Madrid vô cùng tức giận. Lothar Schmidt đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ với báo chí: quả bóng vàng không còn tồn tại đối với chúng tôi và quyết định tẩy chay hoàn toàn lễ trao giải. Không một thành viên nào của Real Madrid có mặt tại Paris, bất chấp việc họ thắng lớn ở các hạng mục khác như đội bóng nam xuất sắc nhất năm và huấn luyện viên xuất sắc nhất năm dành cho Carlo Ancelotti. Phản ứng với động thái này của Real Madrid, báo chí Pháp, đặc biệt là tờ L'Équipe đã có những chỉ trích gay gắt. Họ cho rằng đây không chỉ là thất bại về mặt bầu chọn, mà còn là thất bại về mặt đạo đức khi Real Madrid đã chà đạp lên giá trị của môn thể thao, bao gồm cả việc thiếu tôn trọng những người chiến thắng khác. Về phần mình, ông Garcia cũng bày tỏ sự ngạc nhiên và thất vọng trước phản ứng của Real Madrid. Tôi đã chịu rất nhiều áp lực từ Real Madrid, nhưng tôi luôn cố gắng công bằng. Có lẽ sự im lặng của tôi đã khiến họ thất vọng. Chúng tôi đã thông báo rõ ràng rằng người chiến thắng quả bóng vàng sẽ không được công bố trước. Tôi nghĩ mọi người đã chấp nhận điều đó,
Nhưng vào phút cuối, tôi không hiểu tại sao họ lại muốn thay đổi quy tắc. Chiến thắng của Rodri đã đánh dấu một cột mốc đáng nhớ khi anh trở thành cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên kể từ năm 1960 giành được giải thưởng danh giá này, đồng thời là tiền vệ đầu tiên kể từ Luka Modric năm 2018 đạt được thành tích này. Tuy nhiên, các tranh cãi xung quanh kết quả này có lẽ sẽ còn kéo dài trong thời gian tới. PSG đấu Real vì Arnold. Paris Saint-Germain là cái tên mới nhất nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ Trent Alexander-Arnold từ Liverpool. Hợp đồng giữa Trent Arnold và Liverpool đáo hạn vào cuối mùa giải 2024-2025. Thời gian qua, đôi bên chưa thể thống nhất được thỏa thuận gia hạn, do đó tương lai của Arnold bị đặt dấu hỏi lớn. Cách đây chưa lâu, hậu vệ người Anh lên tiếng tiết lộ rằng mong muốn lớn nhất của mình không gì khác ngoài những danh hiệu danh giá. Thậm chí, cầu thủ sinh năm 1998 còn mạnh dạn đặt mục tiêu trở thành hậu vệ cánh đầu tiên trong lịch sử giành quả bóng vàng. Arnold được Real Madrid giáo diết theo đuổi trong thời gian qua. Lord Lanscott sẵn sàng chiêu mộ anh dưới dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè 2025 trong trường hợp số 66 không gia hạn với Liverpool. Real Madrid coi Arnold là cái tên lý tưởng để thay thế Dani Carvajal. Tuy nhiên, nỗ lực chiêu mộ Arnold từ phía Real Madrid sẽ gặp trở ngại lớn. Theo Foot Mercato, Paris Saint-Germain là cái tên mới nhất gia nhập cuộc đua này. Họ sẽ sớm đặt vấn đề với hậu vệ người Anh. Theo đúng luật, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, Arnold được phép đàm phán với các đội bóng khác. Hiện Hakimi vẫn đang chơi tốt tại PSG, nhưng gã nhà giàu nước Pháp vẫn muốn có thêm nhân sự chất lượng để tạo ra sự cạnh tranh trong đội hình. Hợp đồng giữa Hakimi và PSG có thời hạn tới năm 2026. PSG có thành tích khả quan tại Ligue 1 một thời gian qua. Họ giành 23 điểm sau 9 trận đã đấu và dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Công phượng khiêm tốn. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có những chia sẻ về việc có nhiều cổ động viên đến sân để theo dõi trận đấu giữa Hòa Bình và Bình Phước vừa qua. Trận đấu vừa qua trên sân Hòa Bình đã thu hút nhiều khán giả đến sân, một điều không thường thấy ở giải hạng nhất. Nguyên nhân có thể đến từ sự xuất hiện của tiền đạo Nguyễn Công Phượng, tân binh của đội Bình Phước. Dù vậy, chia sẻ sau trận được báo Thanh Niên dẫn lời, CP10 lại tỏ ra khiêm tốn khi bày tỏ: "Tôi nghĩ mọi người ở đây đều yêu bóng đá và họ đến để cổ vũ cho đội bóng mà mình yêu thích. Tôi rất bất ngờ vì khán giả tới rất đông dù đây là giải hạng nhất. Hy vọng giải sẽ hấp dẫn hơn, khán giả tới sân đông hơn để giải thêm phát triển. Khán giả là nguồn động lực to lớn để cầu thủ thi đấu trên sân. Hiện tại, Công Phượng được kỳ vọng có thể tái xuất đội tuyển Việt Nam nếu vẫn duy trì màn thể hiện tốt cho màu áo Bình Phước ở hạng nhất. Dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, hàng công đang trở thành nỗi lo với những chiến binh sao vàng, khi ngoài bộ đôi Nguyễn Tiến Linh và Bùi Vĩ Hào của Bình Dương, các chân sút còn lại như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc hay Nhâm Mạnh Dũng đều chưa cho thấy sự hiệu quả. Vấn đề càng trở nên khó khăn hơn khi Asian Cup 2024 đang cận kề thời điểm diễn ra, trong khi tuyển Việt Nam không còn trận giao hữu quốc tế nào dịp FIFA Days tháng 11 mà chỉ có thể sang Hàn Quốc tập huấn. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.